Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB đây. Mình chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Đây chính là người nhện khổng lồ của chúng ta các bạn ơi. Anh là người mang đến sức mạnh phi thường. Anh có thể tiêu diệt được Hắc Ghi các bạn ơi. Chỉ có người nhện thôi, mình tin điều đó các bạn ạ. Và các bạn có tin điều đó giống mình không các bạn ơi? Còn dưới kia chính là đội quân Batman, do người cầm đầu chính là Đại tướng Batman các bạn ơi. Đây, anh chàng đại tướng Batman này, đương nhiên người rơi này là người to nhất, chính là chỉ huy các bạn ơi. Và mình nói cho các bạn một bí mật này các bạn ạ. Đây, người nhện của chúng ta đã bắt được một con Hắc Ghi và đã nhốt lại rồi các bạn ơi. Con Hắc Ghi này, đây các bạn cho các bạn xem, con Hắc Ghi này nó là một con Hắc Ghi cực kỳ đặc biệt luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem nha các bạn nha. Con Hắc Ghi này được chúng mình rốt ở một cái tầng, không phải tầng 1 ở đâu. Tầng 1 thì bọn con Hắc Ghi con nó sẽ xông lên, nó sẽ cứu các bạn ơi. Đây, mình nhốt nó trên tầng 2 này các bạn ạ. Xem nè, đây, mình bay lên tầng 2 các bạn xem đây. Di chuyển lên tầng 2 các bạn ạ. Đây, kìa rồi, nó kia kìa các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nó chưa? Con Hắc Ghi này cực kỳ đáng sợ luôn các bạn ơi. Wow, nó to hơn và răng nó nhọn hơn. Con này hình như kiểu Hắc Ghi chúa các bạn ơi. Hắc Ghi mạnh nhất thế giới chắc là con này đấy các bạn ơi. Như các bạn nhìn thấy không? Ở mồm nó này, nó chảy ra những cái rãi các bạn ơi. Ghê gớm thực sự luôn các bạn ạ. Ui, cực kỳ sợ con này luôn. Nhưng mà con này đã được người nhện bắt về đây các bạn ơi. Đấy, tất cả cái phòng này đã được bọn mình khóa lại rồi các bạn ơi. Bọn mình đã khóa bằng những cái container các bạn ơi. Đây, những cái cửa sổ các bạn nhận đây, mình cho đây các bạn xem. Những cái cửa sổ bọn mình đã bịt hết lại rồi. Đấy, không để cho con Hắc Ghi đó đi ra ngoài các bạn ơi. Cảm ơn anh người nhện nha. Anh đã bắt được Hắc Ghi các bạn ơi. Nhưng vấn đề ở đây là chưa xong đâu các bạn ạ. Mình và người nhện cùng người rơi sẽ phải xuống đây các bạn ơi, để đàm phán với bọn Hắc Ghi các bạn ơi. Vì bọn Hắc Ghi cũng đã bắt được mấy người dân các bạn ơi. Đây, đội quân Batman dẫn cỏ nha các bạn nha. Đây, đây, cử một Batman xuống bạn ơi. Xuống đây để nói chuyện với bọn Hắc Ghi các bạn ạ. Đây, bọn Hắc Ghi đây. Bọn nó đây, bọn nó chưa dám tấn công bọn mình đâu. Biết tại sao bọn nó chưa dám tấn công người rơi với lại bọn mình không? Các bạn biết không? Vì chính là bọn mình đã bắt được thủ lĩnh của bọn chúng. Bắt được cái con Hắc Ghi, đúng không? Con Hắc Ghi ghê gớm nhất đấy các bạn ơi. Nên là bọn chúng muốn nói chuyện, hãy đàm phán. Và người nhện đã cử người rơi xuống đây để nói chuyện với bọn Hắc Ghi các bạn ơi. Đây này, bọn chúng không dám động làm gì đâu. Đừng nha, đừng nha. Các mi mà manh động, các mi mà quýnh ta thì ta sẽ tiêu diệt ngay con Hắc Ghi chúa của các mi. Các mi đừng hòng nha, đừng hòng nha. Đây các bạn ơi, ui ui, một con Hắc Ghi đã bị chết rồi này. Chết đi mày, chết đi, núi ra đẩy ra đi. Đây các bạn này, xuống đây thì nói chung là trong hầm nhà mình nó nhiều Hắc Ghi lắm các bạn ạ. Đấy, đấy các bạn thấy chưa, đấy Hắc Ghi rất đông luôn. Bọn chúng cũng đã bắt được 3 người các bạn ơi. Bọn chúng cũng đã bắt được một tiến sĩ này. Đấy, và vợ của tiến sĩ này, một cô gái này các bạn ơi. Và một ông này nữa này, mình không biết ông này là ông nào các bạn ơi. Bọn chúng canh rất là cẩn thận luôn các bạn ạ. Đấy, không ai có thể xuống đây được đâu. Vì xuống đây bọn chúng có thể đẻ ra Hắc Ghi mà, làm sao bọn chúng có thể tha được cho người dân được các bạn ơi. Nên người nhện đã bắt được con Hắc Ghi chúa các bạn ơi. Người nhện đã bắt được con Hắc Ghi chúa. Đấy, và bọn mình muốn trao đổi các bạn ơi. Bọn mình muốn trao đổi với bọn Hắc Ghi này các bạn ạ. Nhưng mà bọn chúng đang đàm phán đây, người rơi đang xuống đàm phán đây, không biết bọn chúng có chịu trao đổi người không các bạn ơi. Bọn chúng có chịu trao đổi người đấy con Hắc Ghi chúa các bạn ơi. Thực sự là mình rất lo lắng luôn các bạn ạ. Lúc nào các chiến binh của mình cũng đang sẵn sàng chiến đấu các bạn ạ. Chỉ sợ bọn chúng không ấy thôi. Bọn chúng mà không ấy á, không trao đổi là sắp sửa nó có một trận chiến lớn xảy ra các bạn ơi. Và người dân vô tội sẽ bị bọn chúng tiêu diệt các bạn ạ. Bọn chúng bắt đây các bạn ạ. Tối hôm qua bọn chúng ra ngoài thành phố này. Bọn chúng ra ngoài thành phố đây, cái nhà cao tầng này bọn chúng bắt các bạn ơi, bắt người. Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đấy các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nha. Không biết bọn Hắc Ghi nó có đồng ý không? Nó có đồng ý để cùng chúng mình giải quyết mâu thuẫn hay không? Mà đương nhiên rồi, kiểu gì chúng ta cũng phải tiêu diệt hết bọn Hắc Ghi các bạn ạ, đúng không? Chứ không để cho bọn chúng mà ra ngoài các bạn ơi. Rồi bây giờ xem nào nha. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây xem nào bọn Hắc Ghi nó có ấy không? Chết rồi các bạn ơi. Hắc Ghi nó không chịu các bạn ơi. Hắc Ghi nó không chịu. Hắc Ghi nó đấu. Hắc Ghi nó quyết đấu các bạn ơi. Ui nó đấu người chơi. Hey, ui. Người rơi bị Hắc Ghi tiêu diệt rồi. Ui, con Hắc Ghi này tại sao? Người rơi, ui, người rơi lao vào quýnh nó này. Người rơi lao vào. Ấy các bạn ơi chưa? Người rơi giỏi chưa? Người rơi nhiều mình lao vào đấu nó nhưng mà không đấu được các bạn ơi. Hey, hãy xem đây, sức mạnh người rơi tấn công đi. Ui, Hắc Ghi ra đi đâu rồi, chết tới đó các bạn ơi. Bọn chúng quyết định giải cứu các bạn ơi. Bọn chúng quyết định giải cứu con Hắc Ghi chúa của bọn chúng các bạn ạ. Thì ra là thế. Nhưng mà làm sao bọn chúng có thể đánh được các bạn ơi? Làm sao bọn chúng có thể đánh được các bạn ơi? Làm sao bọn chúng có thể đánh được? Kìa bọn chúng lại lên kìa. Thôi chết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cũng phải đấu thôi.
ui ui ui, nó ra kìa. Wow wow, người chơi cẩn thận nha. Chết đi chết đi chết đi chết đi. Ui nó ra được qua đây, lấy gắn ra đây. Ui đầu Haki luôn. Chết đi chết đi, chúng ta đồng quá các bạn ơi. Đứng lại con kia, đứng lại, chạy đâu chạy đâu chạy đâu, chết chết. Ui một đám người rơi đây đã bị Haki tiêu diệt các bạn ơi. Ui 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 ui, làm sao Kami có thể thắng được bọn ta. Chết rồi các bạn ơi, người rơi bị tiêu diệt gần hết rồi. Người rơi đã bị tiêu diệt gần hết rồi các bạn ơi, còn hai người rơi nữa. Haki bọn chúng đã chết rất nhiều các bạn ạ. Bọn chúng không muốn trao đổi. Ui nó đang ra này, đang ra này. Ui súng hết đạn rồi, súng hết đạn rồi các bạn ơi, súng hết đạn rồi. Súng hết đạn rồi, mình phải đổi của súng khác thôi. Ui kìa, ui con này bắt mình. Wow wow, nó bắt mình. Oh oh, chạy chạy chạy, nó bắt mình các bạn ơi. À chỉ ra mình bắt anh, bắt anh làm sao bắt được. Chạy theo chạy thôi. Ui nó bắt mình các bạn ơi. Wow, đồng nê đồng nê đồng nê các bạn ơi. À, bắt anh à, sao bắt được người nhện rồi. Người nhện ơi. Ui người nhện đã đấu được mấy con Haki rồi. Haki đang bay lên đây các bạn ơi. Người nhện khổng lồ đã đấu được rồi này các bạn ơi. Đấy người, ui rồi mình lên đây. Ui đông chơi. Chết đi chết đi. What what the hell, what the hell. Chết đi. Ui, mình đang chạy người nhện các bạn ơi. Ui ui, người một người nhện đã bị Haki tiêu diệt rồi. Wow 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 wow, wow. Chết đi. Ui giờ con này con nhem mình các bạn ơi. Tấn công đi người nhện ơi, tấn công đi nào. Tấn công đi, tấn công đi, tấn công đi. Sợ nó có bắt mình nhỉ. What the hell. Rồi, ui, nó cắn chết người nhện khổng lồ rồi. Wow, chết rồi các bạn ơi. Ui, người nhện khổng lồ nó bị Haki tiêu diệt rồi. Chết rồi các bạn ơi, một mình nữa, chỉ còn một mình thôi. Xem nào con Haki ở trên đây thế nào được các bạn ơi. Ui, con Haki này. Các bạn, nó này. Con Haki này này các bạn ơi. Chứ đồ nó đang biết nè, có bọn kia tấn công rồi các bạn ơi. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô các bạn ơi, không được rồi, nó có thể di chuyển, nó có thể phá ra được các bạn ơi. Ui nó cắn chết được người đây, sợ lắm. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình cố gắng xuống tiêu diệt hết con Haki con đã. Bây giờ không còn ai có thể giúp mình nữa đâu. Hình như còn một người nhện nữa thì phải. Chết rồi. Trời ơi, mày quá, vẫn còn người nhện. Một người nhện nữa các bạn ơi. Nhưng mà người nhện này bị thương rồi. Người nhện khổng lồ cũng bị đám Haki này tiêu diệt các bạn ơi. Bọn chúng bây giờ mạnh quá. Cái gì đây? Có tiếng nhạc các bạn ơi. Có tiếng nhạc, có tiếng nhạc. Được rồi. Haki đâu rồi? Chúng mày đâu? Ta sẽ không tha cho con mày đâu. Ui đây này, nó đây này các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi. Chết rồi. Hây. Nó chạy nhanh quá các bạn ơi, nó bắt mình ạ. Chết đi. Oh. Oh. No. No. Người nhện đang bị Haki tiêu diệt rồi. Cẩn thận nha, người nhện, người nhện đang ở trên đây các bạn ơi. Mình sẽ bảo vệ người nhện các bạn ơi. Bảo vệ người nhện thôi. Người nhện đứng đây. Kìa rồi các bạn ơi, nó đang lên này. Nó đang bay lên này các bạn ơi. What the hell. Ui nó bay ngay xuống hố luôn các bạn ơi. Nó bay ngay xuống cái hố đấy rồi. Yeah, may quá các bạn ơi. Ui, trên đây. Nó đi đường này. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Oh no. Nó cắn chết người nhện rồi. No các bạn ơi. Các bạn hãy ấn like video ủng hộ mình nha các bạn ơi. Các bạn hãy ấn like video ủng hộ mình các bạn ơi. Giúp mình chiến đấu thắng bọn Haki các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi, một mình ở đây các bạn ơi. Mình sợ mình bị con Haki kia nó cắn ý. Mình sẽ biến thành Haki lắm các bạn ơi. Như video nào trước mình đã biến một lần rồi các bạn ạ. Các bạn ơi hãy ấn like video ủng hộ mình nha các bạn nha. Quyết tâm đấu tới cùng các bạn ơi. Nhưng mình biết là một mình sẽ không thắng. Chết đi Haki này, ra đây. Mày làm gì? Mày định làm gì? Người nhện cũng đã bị tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Dưới đây đương nhiên nó còn rất nhiều Haki các bạn ơi. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, một mình xuống đây bao giờ mình cũng rất là sợ luôn. Tiêu diệt không thể hết được bọn nó các bạn ơi. Chết đi con Haki này. À, một con đường sau nó cắn mình. Bạn ơi, các bạn đã ấn like hết ủng hộ mình chưa? Nay đang ăn like video và đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi tiếp các bạn ơi. Mình đang no này, mình đang no con Haki này, con Haki trong cái căn nhà này các bạn ơi. Nó sẽ ra ngoài các bạn ơi. Nó ra ngoài và lúc đấy thì mình sẽ phải đấu với nó các bạn ơi. Kìa, nó đang phá tường kìa, nó đang nem mình đấy các bạn ơi. Haki chúa đó sống ở ngoài các bạn nha. Người nhện hôm nay đã bị bọn Haki tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Các bạn ơi hãy ủng hộ bọn mình các bạn nha. Mình rất là ghét bọn Haki này. Cái gì đây? Tiếng nhạc đang nổi lên các bạn ơi. Chắc có lẽ mình cũng phải chạy đấy các bạn ơi.
Mình ở đây là bọn Haki nó sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Hôm nay mình phải trốn các bạn này, trốn khỏi bọn Haki các bạn ạ. Nó đang ở ngoài kìa, nó đang ở ngoài kìa. Đừng quên ấn chuông thông báo nha các bạn nha. Thôi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác đây. Hẹn gặp lại các bạn nha. Ui, chạy thôi, đừng mất ta.